Chào thầy và các bạn, sau đây mình sẽ trình bày bài tập có dạng như sau: từ phương trình trạng thái suy ra hàm truyền. Thì đề bài người ta cho ma trận A, ma trận B, ma trận C. Ma trận A là ma trận 3 hàng 3 cột. Thì để tính từ phương trình trạng thái ra hàm truyền thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng cái công thức trong sách lý thuyết điều khiển tự động. Cách thứ hai này là mình tìm hiểu trên mạng. Thì nếu các bạn không nhớ cái công thức tính ma trận não thì mình có thể sử dụng cách thứ hai này để tính cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ tính cái tử số trước là S nhân Y trừ A cộng B nhân C. Thì ở đây mình sẽ tính cái trong ngoặc trước. Thì bởi vì nó là ma trận 3 hàng 3 cột nên là cái ma trận đơn vị Y này cũng là 3 hàng 3 cột. Này là mình dựa vào ma trận A. Ma trận A nó có 3 hàng 3 cột ấy, thì mình suy ra được cái ma trận Y 3 hàng 3 cột. Mình thế cái ma trận vào cái công thức này thì mình sẽ suy ra được cái kết quả của cái khúc này. Rồi sau đó mình tính đét, mình đi tính đét S nhân Y trừ A cộng B nhân C. Thì mình có thể sử dụng đường chéo để tính nhanh. Thì mình có là S cộng 5 nhân S cộng 1 cộng cho 1 nhân 0 nhân 0 cộng cho trừ 1 nhân 1 nhân trừ 1 thì ra ra 1. Rồi trừ cho 0 nhân S nhân trừ 1 là bằng 0. Trừ 1 nhân 1 nhân với S cộng 1 thì ở trước nó đã có dấu trừ thì mình chuyển lại thành là dấu cộng. Và 1 nhân 0 trừ 1 nhân 0 nhân x cộng 5 thì bằng 0. Thì ở đây mình nhân lại và mình ra được là x mũ 3 cộng 6x bình cộng 6x cộng 2. Tiếp theo thì mình sẽ tính cái mẫu số của nó. Mẫu số của nó là x nhân y trừ a. Thì ở đây là mình đã tính sẵn này. Đây là x nhân y trừ a là cái khúc chỗ này nè. Thì mình sẽ tính đét nó luôn. Mà mình cũng áp dụng giống tính đét hồi nãy. Thì mình ra được như thế này. Rồi sau đó mình áp dụng, mình thay nó vào công thức cách 2 này nè. Đấy, mình thay nó vào rồi sau đó mình suy ra như thế này. Thì để kiểm chứng lại thì mình sử dụng MATLAB. Thì ở đây mình đã viết sẵn. Đây là các ma trận A, B, C, D. Thì nó, thì sau khi mình sử dụng lệnh G bằng TF, phương trình mở ngoặc, phương trình trạng thái, thì nó ra được hàm truyền như thế này. Thì cái hàm truyền đó nó giống với cái kết quả mà mình làm ra.